Bộ Tài nguyên Môi trường vừa công bố báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia vào hôm qua, thưa quý vị. Đáng chú ý thì nồng độ khí độc NO2 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hạ Long đã vượt ngưỡng cho phép. Báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 đánh giá môi trường không khí, nước, đất, đa dạng sinh học, v.v. Ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, nguyên nhân một số đô thị như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có nồng độ khí nitrit, tức NO2 trong không khí cao là do bị ảnh hưởng bởi hoạt động giao thông, công nghiệp. Còn tại Hạ Long bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác than và nhiệt điện. NO2 là loại khí rất độc, ảnh hưởng đến tế bào hồng cầu, tạo thành hợp chất tiền ung thư. Từ báo cáo này, Bộ Tài nguyên Môi trường kiến nghị với Quốc hội nghiên cứu xây dựng luật không khí sạch, luật môi trường hoặc bộ luật môi trường, đồng thời cần tăng tỷ lệ chi ngân sách cho bảo vệ môi trường.